Thưa quý vị, nhân chuyến về thăm, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng, chiều hôm nay ngày 9 tháng 10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã đến thăm Ban trị sự Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng tới thăm Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú Huỳnh Cương, đúng dịp lễ Sen Đô Ta của đồng bào Khmer. Chủ tịch Quốc hội gửi lời tới Chu Tân Đức, cán bộ, chiến sĩ và toàn thể bà con đồng bào dân tộc Khmer lời thăm hỏi và lời chúc mừng tốt đẹp, đón lễ Sen Đôn Ta đầm ấm, vui tươi và hạnh phúc. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh tiếp tục đồng hành với địa phương, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng, hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, gìn giữ và phát huy hơn nữa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Khmer. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác đã thắp hương tưởng niệm nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 7, 8 Huỳnh Cương, tặng quà đến Ban trị sự Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ, Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú Huỳnh Cương.